Okay, okay. Chúa hai lần nồng nạn đấy hả em? Hai lần này. Nhìn loạn đi ta. Theo con, lớp nhận đưa đi. Cái mi tao học quá nào mà em loại chứ giờ này tụi này mụn má này mặn sần cứng ngắc luôn. Học chi? Học lúa. Tung đoan mạch mũi với cái máng ta tôi nè. Ủa? Bé em này đây. Không để nhờ với bằng ngủ á. Chịu giỏ cứng không mà.
Cái nó đèn lên xí. Đâu quá hả? Đúng đẹp gì nữa, không có xí má. Chị anh có nắng hả? Ngồi có nắng hả? Nắng thì bật máy quạt bật điều hòa lên nghe. Em ý là ngồi có nghe nắng hả? Thì bật quạt bật điều hòa lên giùm em nghe. Vừa qua chưa? Hả? Vừa qua vừa rồi chưa? Không, không có nhu cầu lên. Mua điện thoại về mua chiếc xe. Đúng. Mình đâu có dư tiền để lùi mấy chuyện đó đúng không? Cho nhiêu đó đi. Em mua cái 11 mà tiếp tiếp tục. Chắc lòng.
mình đâu có cần lộn cho nhiều mà để sắm điện thoại xịn nữa đâu. Đấy là có nhà đầu tư, họ có tiền thì họ sắm, nữa còn mình không có tiền nhưng mà mình có nhà đầu tư. Nhà đầu tư đủ nghe ớn anh. Cho được nữa cái điện thoại nó đâu. Cho lung, đầu tư lung nhé, cho con nữa đâu. Cho tốn tiền rưỡi, hai tiền. Để cho rưỡi mua này nè. Sao chẳng má được rầu với hôn chứ không hôn quá. Má mua 15 triệu rưỡi đó chị. Chứ ớt chì gì mua điện thoại nó. Về rồi dùng có hết đâu. Cái chuột trời trong bún này mẹ tầm nhau. Ủa ông bún này mẹ. Mình có chừng mấy tiền, họ cho mình chừng mấy tiền thì mình mua luôn. Chứ mình đã muốn rồi đúng không? À, mình lấy tiền. Đây không mở ếch ta đi. Để vô là ếch. Nhà mình không ứng mua sao đúng không vậy? Để vô mà tiếc là nó xin nở cho mỗi thôn, gần mỗi thôn. Người thì do nó là hoa kiếp. Dễ gì sáng chị. Vì nó không mua hơn 50 con. Sáng bị thủa tí á. Mà với hồi sáng ta không kiểm tra phải chút đưa 440 là mất mớ tiền ta rồi đó chứ. Dạ dạ. Vô thiếu hồn à. Không phải vô thiếu mà lấy nhầm bill. Nhầm do tiền. Cái quần mà lấy bao ta 440 ngò. Cái quần đi, có tiền đâu mà hơi rắm chí một hồ, dữ vậy. Xí nhớ ta trả tiền làm sao ta quay nha, ta nợ họ ta hao quay lắm. Dễ ăn rồi á. Hơi 19 ngòn tôi còn quay, hơi ra 9 hồ mới tôi quay. Ơ nợ. Cái là xí nẹ bụng có tiền bông gì á. Ơ nợ ta là ta xí, nhớ. Xí nữa tôi bỏ tính tiền của mình đưa nữa chứ. Ừ. Tôi cho họ mượn tiền tôi hao quay nữa. Quay đi, năn nỉ luôn á. Chồng con đi ăn chỗ này mà làm im khô. Vũ kinh. Chị kêu bánh cà rét cho riêng á, ngầu ngoài thấy dở. Mẹ thấy dở nào còn con mình đây nó hủa có ngon không chị? Bờ thì, riết của họ. Hủa bò có ngâu không? Tôi mới mua, tôi nghe bò thuốc ngâu, tôi mới mua đó bò. Mình nhắn tin riêng mình hủa đi. Cơm công bình trên cái mờ bón của họ hủa ngon không chị? Trừ họ trả lời ren chữ. Không lẽ kêu. Thôi mà mua biết tôi có hủa. Không lẽ trừ vô kêu dở lắm mày. Một phải nhắn tin riêng nha tôi rồi, chứ không đừng an hay là ren. Để tôi mua về tôi thấy là đang nói đâu có sầu riêng đang nói đâu. Có mà. Chi. Chứ âm ưng cho nhiều. Chù không mới. Chị em ở tiệm bánh vô cây chưa? Chưa. Hầu chứ không. Chị chứ em là chị không hái đâu. Bánh vô cây luôn. Sầu riêng không? Thơm phức. Cá bao hộp bao nhiêu? Hộp như 45 ngọt. Đúng rồi. Nay họ mua có 35 ngọt. Nhưng mà hết ngâu chất lượng á, ta nó rụt á. Chặt khử ghê. Mà cái lớp giòn giòn nó mặn lé không phải như bò đi lớp giòn giòn nó già khủy. Hào mua thử. Chưa ăn du kỳ nên không biết. Bỏ bữa nay quái bó cà rét cho riêng rồi. Không biết có bó nào mà đi không ăn. Thái gì chị mua đây nó biết cái ai hủ thử em mua. Gió rẻ hơn đúng không? Gió rẻ hơn có bùi còn bọt. Mẹ dở quẹt. Mua thử rồi đó hả? Chị mua đó, con chị nuốt ngâu cái là em đẹp liền đó. Không bón được thêm hộp nữa, kệ hả? Ta ơi, hủa ta ta cũng ngon hết chứ. Mà biết. Em thì thấy nó ngon anh. Cũng được. Không bắt tay ta ăn em vô cái cân lè rồi. Không chơi thôi, con ăn đâu. Ta mua hơi hộp mà chị cũng còn kết hơn đó kìa. Không, chở quá. Bà mua bà vô kỳ thôi, bón về chị mua về ăn thử đi. Ừ. Chị ghiền luôn á. Mà đây thì lại em không thấy bỏ bón chắc con dâu bỏ đơn bánh bỏ ngái quá bỏ lùn mấy cái ruộng đó bỏ
chắc rồi đó. Gần tới nữa nè.